Là hai người khác nhau luôn á. Bữa hôm qua đứa ba tiền tôi ba đứa luôn đúng không? Tôi ăn 50. Tôi thua 200. Mụ ăn 30. Ai nữa? Nghe vậy, nghe vậy. Bữa hôm qua chị cầm bộ bà đây chị nhát nói luôn. Có ngay ở đó. Con có ngay lần mấy lần đấy nhận đi. Chị mấy ngày rồi? Mệt mỏi. Mình đâu phải thà ví dụ như bài mà không lay mà mình ngu á thì còn được. Đây cứ 3, 4, 6 rồi 3, 5, 6. Không 3, 5, 6 thì 3, 4, 7. Không cứ miết nữa luôn á. Mấy đứa mà để ý bà chị cỡ luôn. Cầm bộ bà ra nhát chơi luôn. Phản khác khác xíu. Lắc quá đó mà. Nhưng mà chờ hết gì dưới nè, hết cái chỗ rồi. Còn có mũi này chứ má. Chắc làm chịu không nổi.
Ha ha ha.